Alo, em chào cả nhà. Cả nhà khỏe không? Hôm nay em đi chợ Costco mùa dịch COVID-19 nha cả nhà. Mời cả nhà đón xem. Giờ bây giờ chúng ta bắt đầu đi sắp hàng nhé. Wow, đông quá cả nhà ơi. Đông quá. Yeah, I'm in the line. Ôi, mùa dịch Canada đi đâu cũng đi, đi shopping chỗ nào cũng phải sắp hàng cả nhà. Ây, quá trời đông rồi. Ok, giờ chờ đi vô trong ha. Giờ đi kiếm tả cho con gái em nè cả nhà ơi. Đây, lấy thùng tả cho nó đây. 4 tới 5 tuổi nè. Lấy thùng này đi. Ok, bỏ anh xe nha cả nhà. Bỏ anh xe. Đây, bán nước đây. Kiếm nước suối của Ý mà hình như hết rồi cả nhà ơi. Hết rồi đi. Còn nữa, còn chai lớn không? Chai lớn bán 19 đô. Bán thịt nè cả nhà. Bò nè, thấy không? 8.99 đồng một ký nè. Hai mươi bốn đồng ba bịch. Wow. Thịt steak nè cả nhà, steak 4 miếng nè. 42 đồng, 4 miếng. Wow. Steak này cũng ngon lắm nha cả nhà. 50 đồng một bịch, $50 một bịch. Wow. Not bad. Đây, bò đây. Đây, tôm này cả nhà. Mình tôm kiếm tiền 20 đồng. Cá hồng 4 con 16 đồng. Wow. Này là cá hồi này cả nhà. Cá hồi này một miếng phi lê như vậy là nhiêu? 37 đồng. Bây giờ em qua tiệm bánh nha cả nhà, quay cho cả nhà xem chơi nha. Bánh Happy Birthday nè, 15.99 đồng. Còn ở dưới là bánh khúc cây nè nha cả nhà. Khúc cây thì 16.99 đồng. 6.99 đồng. Đó, coi chơi cho biết nè cả nhà.
cây 699. Tiramisu này đông quá cả nhà ơi, vì có tới bởi thứ năm á, cuối ngày thứ năm á, người ta lãnh lương ra ta đi chợ đông lắm nha. Quay cảnh cho cả nhà coi, hôm nay đông lắm. Quá xa đông luôn. Giờ em đi kiếm trái bơ mua cho con gái ăn nha cả nhà. Không biết bán ở đâu đây. Đi vòng vòng coi. Bơ bán. Đây dưa leo bán mắc lắm nha nha. Một bịch nhỏ vậy thôi á, một bịch nhỏ vậy thôi nha. Bịch nhỏ thôi 5 đồng, 5 đô mấy. Cái này là 3 đô 99. Đêm qua coi xà bông thì cái xà bông nó giảm giá nè cả nhà, 19 đồng nè, trước thì 26 đồng bây giờ bán 19 đồng. Lấy một thùng thôi cả nhà, lấy thùng này giặt đồ cho con gái em. Xúc xích cả nhà, xúc xích có nó bán nhiều, 11 đồng bịch lớn luôn. Wow, today có thịt sườn mà nó nướng sẵn nha cả nhà. Wow, thịt sườn này nướng sẵn nè, ăn ngon lắm. Em mua bịch thôi. Mười lăm đồng này cả nhà, con bịch thôi ngon lắm. Đó, mình mua cái lớn đi, lớn 17 đồng nè. Bỏ vô đây. Cá này cũng khó, ô này thịt heo cả nhà, thịt heo ướp sẵn luôn. Heo ướp sẵn luôn. Coi giá nhiêu vậy? 6 đồng. 6 đồng cả nhà. Còn bên này là thịt gà nè cả nhà. Thịt gà bên này người ta nhổ lông ra hết thấy không? Không ăn lông. Không có lăn lông. Một bịch vậy là 30 mấy đồng nha. 30 mấy đồng. Cẳng gà nè, rồi cánh gà bên đây mắc tiền lắm. Cánh gà nè, coi một bịch cẳng gà nhiêu tiền vậy? 17 đồng. Cánh gà bao nhiêu vậy cả nhà? 23 đồng. Đi
Ngà gà đây tháo lông ra hết nè. Cho cả nhà xem cái xúc xích nó bự cỡ nào nha. Bao nhiêu tiền đây? 28 đô la một cây xúc xích. Wow, khổng lồ luôn. Xúc xích khổng lồ luôn cả nhà. Rồi bên này nó bán thịt ba rọi nè nha cả nhà. Thịt ba rọi coi như một bao, để em coi coi. Một bao vậy nhiều lắm. Một bao vậy là 26 đô. 26 đô, gần 3 kg. 3 kg. Coi coi cái nhà coi chơi. Hai mươi lăm đô. Thịt sườn nè, 30 đồng bịch. Sườn 30 đồng bịch cả nhà. Sườn nhìn ngon không? Trong Costco nó bán cái gì cũng lớn đó nha cả nhà. Bịch bịch không à, à lớn lắm. Bây giờ mình tới coi gà rô ti nó bán nhiêu tiền nha. Bữa nay đông quá xá rồi. Nay đông quá rồi cả nhà ơi. Người ta đổ vô đông quá. Giờ em quay cảnh cái gà rô ti này nó bán 7 đồng 99 nè cả nhà. 7 đồng 99 nè. Rô ti. Gà rô ti nè. Gà rô ti 7 đồng 99 nè cả nhà. Con gà này mình mua về mình ăn còn rẻ hơn là mình nấu nha. Mình nấu con gà phải sống cái này nó bán 10 đồng rồi, hơn 10 đồng rồi. Mà con gà đã nấu chín rồi mà nó bán 7 đồng 99 nè. Gà rô ti. À, dâu tây nè cả nhà, dâu tây bán 6 đồng 99 thùng nè, 6 đồng 99. Em tìm ra trái bơ rồi cả nhà ơi, tìm ra trái bơ rồi. Nhà phải mua bơ cho nó ăn thôi, 7 đồng 99 nè. Trái bơ này lớn quá, biết sao. Coi thơm này bán nhiêu trái cả nhà. Thơm bán 4 đồng 49 nhưng mà giảm giá còn 3 đồng 49 nè. Thấy không? 3 đồng 49 một trái. Cái chỗ này nó bán quần áo nè cả nhà. Một cái quần jean này có 16 đồng 99.
Dở có bán nhiều này cả nhà, 7 đôi 10 đồng. Ở trong Costco này nó bán cái gì cũng lớn lớn á nha cả nhà. Tại cái tiệm này nó bán đồ coi như là đồ lớn không mà thùng thùng không mà, thấy không? Bên đây nó bán computer này cả nhà. Còn cái computer của Apple này bán 2000 mấy nha cả nhà, 2000 mấy. Samsung này bán nhiều. S6 477 đồng. Đồng piano 499 đồng. Bây giờ mình đi ra nha cả nhà, mình xếp hàng cả tiền nha, đi ra để mua đủ đồ rồi. Rồi đây ta xếp hàng cả cả tiền nè. Người này cách người kia 2 mét nha cả nhà, không có đứng gần được đâu. Thôi mình vô hàng này đi. Thôi mình vô hàng này đi. Rồi chờ tính tiền nha cả nhà. Bye bye. Bye bye.